lại thêm một quả mít đột biến nữa, gây sự chú ý của các cư dân mạng. Chẳng biết từ bao giờ, những thứ cây cối, hoa quả khác bình thường một chút thôi sẽ được nhiều người gọi là đột biến. Và cũng không cần nói nhiều, cư dân mạng sẽ thi nhau định giá vài tỷ hay trăm tỷ cho những loại cây, loại quả đột biến này. Điển hình như mới đây, sự xuất hiện của một quả mít khác thường lại lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không chịu lớn bình thường như những quả mít khác, theo chủ nhân cây mít, ngay từ lúc chưa chín, quả mít này đã nứt hết ra. Lâu ngày, những chỗ nứt đó cũng dần chuyển sang màu xanh, dẫn đến kết quả như trong hình trên. Đây là một hiện tượng khá lạ mà không phải ai cũng từng chứng kiến. Cư dân mạng thi nhau bày tỏ sự ngạc nhiên. Nhiều người khẳng định đó là mít đột biến và có cư dân mạng còn định giá quả mít này lên tới 8 tỷ. Tất nhiên, màn định giá trên chỉ là nói đùa thôi, bởi thực tế thì quả mít này đã bị hỏng và không thể ăn được. Trước đó, cũng từng có người chia sẻ mít bị nứt và lòi hết muối ra ngoài như thế này.